Ngày 6 tháng 1, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ khiến 2 chiến sĩ tử vong, 4 người khác bị thương. Hai chiến sĩ tử nạn được xác định là Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 1, tổ công tác của PC07 Bình Phước chở theo 5 cán bộ, chiến sĩ lưu thông trên đường DT741 đi làm nhiệm vụ, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long. Khi đến khu vực thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xe mất lái, lao vào lề đường rồi lật ngang khiến Thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 4 người khác trên xe bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối 5 tháng 1, Binh nhất Hồ Kiết Tường đã không qua khỏi. Sáng 6 tháng 1, Công an tỉnh Bình Phước, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an và PC07 Bình Phước phối hợp cùng gia đình làm lễ an táng cho 2 chiến sĩ vừa hy sinh, đồng thời tổ chức thăm hỏi các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh số tiền 20 triệu đồng, 3 chiến sĩ bị thương nặng 10 triệu đồng và 1 chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Bùi Xuân Thắng cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh, 10 triệu đồng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bị thương. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là khúc đường cong, dốc. Cơn mưa nhỏ sau nhiều ngày nắng gắt khiến đoạn đường này trơn trượt, xe đổ dốc thì mất lái dẫn tới tai nạn. Sáng cùng ngày, một số chiến sĩ bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị, sức khỏe của những chiến sĩ này đã ổn định. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm hồ sơ chế độ chính sách cho các chiến sĩ gặp nạn. Dự kiến, chiều 6 tháng 1, Công an tỉnh Bình Phước sẽ chính thức công bố thông tin liên quan vụ tai nạn.